Rồi, chào tất cả anh em, chia sẻ anh em một kho dúi nhì đá nha anh em. Một kho dúi ôm đá cốt rất là nạt nha anh em nha. Có hành ngay chỗ vị trí thước đó là 130. Kho này nặng 3 người bê nha anh em, rơi vào có khoảng tầm 120kg nha anh em nha. Chiều cao 100, còn hành góc 130 nha. Nhì ôm đá nè, nhì ôm đá trong thân cốt nè. Chi cốt đóng rất là nhỏ nha anh em. Chi chốt đóng rất là nhỏ nha. Nè, một cái bề rất là hay. Cái này là cái rễ cọc, còn mấy kia là rễ hết nha anh em. Nặng khoảng 120kg nha anh em. Một tác phẩm dúi rất đẹp nha anh em nha. Chi chốt rất là nhỏ. Chi chốt rất nhỏ. Rồi, anh em nào hợp thì giao lưu ủng hộ nha. Rồi, em kết thúc video. Chào tất cả anh em nha.